Sau khi mà mình mở cái tool giáp này lên á, thì mình sẽ vào trong cái phần là tool nè, chọn option. Sau đó thì mình sẽ chọn cái local proxy. Đó thì mình nhớ cái vị trí ha, nó cũng không khó. Tức là để mà setup cái cấu hình thì mình sẽ vào trong option rồi chọn cái proxy. Sau đó thì bấm vào trong cái nút là new screen nè. Và mình add một cái bọt vào. Ví dụ ở đây anh add một cái bọt là 8899 đi ha. Đó, con số này con số nào cũng được. Mà nhưng mà mình nhớ một lát mình chỉnh trong cái trình duyệt là được. Rồi. Sau đó thì mình sẽ bật cái Firefox lên. Và mình sẽ vào trong cái phần là setting. Chọn ở đây là chữ proxy. Rồi thì mình sẽ chọn ở đây là manual proxy ha. Ở đây mình cũng nhập là localhost. Rồi bọt hồi nãy mình nhập là 8899 nè. Rồi chọn vào cái option này. Rồi thì bạn nào mà xong rồi thì bấm vào nút OK ha. Thì để mà test thử nó có chạy được hay chưa thì mình sẽ vào một cái trang bất kỳ. Ví dụ như anh nói là cái trang là level 1 đi ha. Rồi, thì nếu mà nó hiện ra cái lỗi như thế nào thì mình có thể là cần phải add một cái chứng chỉ vào. Thì để mà add một cái chứng chỉ vào á thì cái lớp mình sẽ bật lại cái tool giáp ha. Và mình vào lại trong cái phần là option. Thì trên đây á, nó sẽ có một cái mục với là certificate nè. Đó, mình bấm vào cái mục là chứng chỉ. Sau đó thì ở đây mình bấm vô nút lưu. Đó, mình lưu ở trên desktop đi. Một cái file certificate. Rồi. Sau đó thì mình cũng quay lại trên cái Firefox á. Mình vào trong cái phần là setting ha. Nhập vào đây cái chữ là certificate nè. Chọn view. Sau đó thì import cái file nãy vào. Thì khi import đó, nó hỏi là mình có trust cái certification này hay không thì mình sẽ đánh vào cả hai luôn. Đó, cái bước này cũng quan trọng nha. Mình sẽ check vào cả hai sau đó bấm OK. Thì nó sẽ có hai bước ha. Thứ nhất là mình vào trong cái tool option certificate và mình save một cái file trên desktop. Sau đó thì mình sẽ vào trong cái phần là setting của cái trình duyệt á. Mình sẽ add cái chứng chỉ đó vào. Đó, thì sau khi mình hoàn tất hai bước đó thì vào lại trang web thì nó sẽ vào được. Rồi, sau đó thì anh sẽ thử cái chức năng là intruder ha. Trên cái tool giáp này nè, nó hoạt động ra sao thì cũng vào trong cái phần là sign up nè. Sẽ vào trong cái sign up này. Rồi, sau đó thì nhập cái username là test. Cái password là ngẫu nhiên ha, cố tình cho nó sai. Rồi, sau đó thì anh đã có một cái request phương thức post đâu đó ở đây. Đó, thì mình có thể đọc lại cái thông tin request và cái response trên hai cái tab này nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử đoán cái password. Thì đầu tiên là mình cũng sẽ có được một cái danh sách đúng không? Một cái file, những cái password phổ biến. Đó. Và mình sẽ nhấp chuột phải vào mình chọn là attack nè. Rồi mình chọn cái chữ là fusion, cái cuối cùng này. Thế là mình nhấp chuột phải vào trong cái request phương thức post hồi nãy á. Rồi mình chọn là fuse. Thì ở đây á, nó cũng khá là tương tự với lại cái bên intruder. Mình đầu tiên là mình xác định cái vị trí mà mình muốn tấn công. Đó, highlight nó lên. Bấm vào nút add ha. Bước thứ hai á, là mình sẽ xác định cái payload. Thì mình cũng bấm vào nút add luôn. Thì payload ở đây mình có thể là dùng nhiều dạng, có thể là load từ một cái file vào. Hoặc là ở đây anh sẽ nhập vào một cái đoạn string bình thường thôi. Hoặc là nếu mà em có một cái file sẵn thì em có thể load cái file vào ha. Nhập một số cái password thông dụng ở đây.
thì nó cũng là một cái danh sách dạng như là TXT, hoặc là mình nhập trực tiếp hoặc là chọn cái file vẫn được. Rồi bấm OK. Đó thì mình đã thứ nhất là đã xác định được là cái vị trí muốn tấn công nè, cái thứ hai là cái data mình muốn rồi, sau đó mình bấm vào cái nút start thôi. Rồi thử start lại ha, nó báo là do not have any payload, nó báo là cái này nó không có payload nào. Thì bây giờ anh sẽ thử add lại cái payload rồi nó bị lỗi. Chọn cái này, bấm add. Sau đó thì add một cái danh sách vào. Rồi, đó. Start ha. Thì cái lớp mình thấy nè, khi mà anh bấm vô cái nút start á, thì nó sẽ gửi một số cái request lên. Thì mình có thể là bấm vào trong cái request đây mình xem là nó có thay đổi cái password nè. Đó, thay đổi một số cái password ở đây. Rồi. Và mình thấy là nó đều trả về đâu đó là 244 byte. Tức là trong cái danh sách này nè, nó chưa có cái nào là nó đăng nhập được cả. Bây giờ mình sẽ thử add lại. Mình sẽ tạo một cái danh sách mà nó có cái giá trị đúng ha. Rồi, thì cái lớp mình thấy nè, nó cũng sẽ tương tự với lại bên cái intruder, thì mình sẽ nhìn vào trong một số cái đặc điểm, ví dụ như là cái code đó. Mình thấy là cái code nó trả về kết quả là 200 thì nó có cái trạng thái là thành công, bằng chứng là cái respawn nó có cái chữ logout nè. Và cái length của nó cũng có cái sự khác biệt. Tức là những cái mà 14 byte á là nó đều là trả về kết quả là you must login, nhưng mà những cái mà trả về 5000 byte á thì nó có cái kết quả nó khác. Đó, thì mình có thể là dựa theo cái code là một, cái thứ hai đó là cái response size để mình biết được là có đăng nhập thành công hay là chưa.